Xin kính chào các vị khách quý, quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay nhà hát truyền hình hân hạnh được giới thiệu cùng quý vị vở chèo Danh Chiếm Bảng Vàng, tiết mục chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội của Đoàn Nghệ thuật chèo Bắc Giang. Đoàn Nghệ thuật chèo Bắc Giang tiền thân là Đoàn Nghệ thuật chèo Sông Thương, thành lập năm 1959. Năm 1963 đổi tên thành Đoàn Nghệ thuật chèo Hà Bắc, và đến năm 1997 nhà nước có quyết định tái lập Đoàn Nghệ thuật chèo Bắc Giang. Hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chuyên môn, dàn dựng nhiều kịch mục với các đề tài truyền thống và hiện đại được quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh mến mộ. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi kính mời đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Bùi Đắc Sử, người dàn dựng vở này, có đôi điều tâm sự cùng quý vị. Xin chào ông. Thưa ông đánh giá thế nào về nghệ thuật biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật chèo Bắc Giang, và vì sao ông nhận dàn dựng vở chèo này? Đất Kinh Bắc sinh ra đoàn chèo ca múa nhạc Bắc Giang. Những liền anh, liền chị, gốc quan họ Bắc Giang là cái nôi để cho các nghệ sĩ, các thế hệ của đoàn nghệ thuật chèo ca múa nhạc phát triển. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, tỉnh ủy, ủy ban và các ban ngành trong tỉnh, các thế hệ nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật ca múa nhạc Bắc Giang đã ngày càng phát triển, trưởng thành. Có thể nói các thế hệ đã tiếp thu được những vốn cổ của ông cha một cách vững chắc, và hiện nay đã rất nhiều nghệ sĩ thành danh. Các nghệ sĩ của đoàn chèo ca múa nhạc Bắc Giang tiếp thu được vốn cổ một cách chắc chắn và trau dồi cho mình những kiến thức cơ bản, có thể sáng tạo những vai mới. Có thể nói như thế này, nếu thành lập một cái đội tuyển của các đoàn chèo trên miền Bắc này thì các nghệ sĩ của đoàn chèo ca múa nhạc Bắc Giang có thể được một số diễn viên và nhạc công, kể cả công nhân kỹ thuật vào đội tuyển. Tôi nói như thế không hoa, vì các bạn diễn viên đã được học ở trường một cách cơ bản, và ra với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tạo điều kiện, mọi điều kiện, một đoàn nghệ thuật một năm gần 200 suất diễn không phải là bình thường. Và phải nói rằng các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật chèo Bắc Giang luôn luôn hết mình với sân khấu truyền thống, và lại có trên cái nền tảng của quê hương quan họ. Chính vì thế cho nên chúng tôi nghĩ rằng khi nhận kịch bản Danh Chiếm Bảng Vàng của tiến sĩ Trần Đình Ngôn, nguyên Viện trưởng Viện Sân khấu Việt Nam, do Sở Văn hóa trực tiếp chỉ đạo trước thềm hội diễn, chúng tôi rất phấn khởi. Vì đây là một danh nhân địa phương, người có một câu nói nổi tiếng là hiền tài là nguyên khí quốc gia. Để bảo vệ được chữ trung trinh, và trong cái cơ chế, trong cái lúc, trong cái điều kiện đồng tiền mua quan bán tước ấy đã đẩy thân nhân chung gặp bao nhiêu éo le ngang trái, còn các ngang trái éo le ấy giải quyết như thế nào, và cái lượng thông tin nấy xưa nói nay đến các quý vị đại biểu và quý vị khán giả ra sao, xin mời các quý vị đại biểu và quý vị khán giả xem vở diễn do các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật chèo ca múa nhạc Bắc Giang trình diễn đêm nay. Vâng, xin được cảm ơn ông rất nhiều. Kính thưa quý vị, Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta, được xây dựng vào năm 1076 thời nhà Lý. Nơi đây đã tổ chức các cuộc thi lựa chọn ra những bậc hiền tài để phò vua giúp nước. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ để tôn vinh những nhân sĩ uyên bác đến muôn đời sau. Vở chèo Danh Chiếm Bảng Vàng kể về một cuộc thi hương có vụ gian lận ở trường thi do thân nhân Trung làm chủ khảo. Ông đã vạch mặt những kẻ bất tài gian trá muốn được tôn vinh trên bảng vàng bia đá. Vở diễn đã tham gia hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc
năm 2009 và đoạt huy chương bạc cùng nhiều giải thưởng cá nhân. Tác giả kịch bản tiến sĩ Trần Đình Ngôn, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Bùi Đắc Sờ, trợ lý đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên, thiết kế mỹ thuật họa sĩ Hồng Long, sáng tác nhạc nhạc sĩ Đăng Toàn, biên đạo múa nghệ sĩ nhân dân Trần Minh, ánh sáng Đình Xuyến, âm thanh Sĩ Nguyên, chỉ huy dàn nhạc Tiến Mạnh, chỉ huy đêm biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Hương Quế, chỉ đạo nghệ thuật trưởng đoàn nghệ sĩ ưu tú Trần Thông. Bảng phân vai: nghệ sĩ Hà Văn Quân trong vai thân nhân Trung, nghệ sĩ Phạm Quỳnh Mai vai phu nhân thân nhân Trung, nghệ sĩ Văn Được vai Lương Thế Vinh, nghệ sĩ Vũ Ngọc Anh vai Đặng Phú Thương, nghệ sĩ Quang Lẫm vai Quan Phủ Doãn, nghệ sĩ Xuân Hải vai Quan Thị Lang, nghệ sĩ Thanh Hường vai Đỗ Thị vợ Quan Đại Thần, nghệ sĩ Anh Tuấn vai Hữu Nghĩa, nghệ sĩ Văn Công vai Đào Phú Gia, nghệ sĩ Mai Lan vai Đào Lan vợ Kép Mẫn, nghệ sĩ Tuấn Anh vai Tuất, cùng toàn thể nghệ sĩ diễn viên đoàn nghệ thuật chèo Bắc Giang trình diễn. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng đến với vở diễn. Muôn năm